Thời gian gần đây, dự án tuyến tàu điện số 6 mang tên Toa bao cấp, bếp chặn mâm, lấy chủ đề về thời kỳ bao cấp, được thiết kế và dựng lên tại khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xá, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm. Mình cảm thấy rất là hoài niệm thôi, bởi vì những cái concept như này thì ở Hà Nội ít người lựa chọn để mà có một cái mô hình như này. Nếu là mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người đến để check in cái địa điểm chụp ảnh rất là mới và hay này. Toa tàu điện là không gian hoài cổ 2 tầng. Bên trong toa tàu được trưng bày những món đồ vật thật từ thời bao cấp. Đây là những đồ sưu tầm hoặc được người dân địa phương quyên góp. Bên cạnh đó, món ăn gia đình cũng được tái hiện sống động tại đây. Xung quanh khu vực bố trí toa bao cấp còn có các góc trưng bày khác như rạp chiếu bóng lưu động, khu bảng tin, khu vực trưng bày các mẫu xe đạp của thời bao cấp. Toa bao cấp còn phục vụ các món ăn, đồ uống mang đậm hương vị của Hà Nội xưa. Thực đơn của toa này tương đối đa dạng với các món giải khát như trà đá, chè xanh, nhân trần với giá chỉ từ 5.000 đồng. Khi mà lần đầu tiên hai vợ chồng mình đến trải nghiệm và nhìn thấy toa bao cấp này ở bên ngoài thì đã rất là hứng thú khi mà nó đã tái hiện lại rất nhiều những hình ảnh của một thời bao cấp ở Hà Nội và miền Bắc nói chung. Chúng mình là những người sinh ở cuối thế hệ 9X, chưa có một cái cơ hội nào được thực sự trải nghiệm được những điều mà mới chỉ được nghe kể qua ông bà bố mẹ, thì đây là một cái cơ hội mà không chỉ cho chúng mình mà còn cho các cái bạn nhỏ tuổi hơn, hoặc thậm chí là các bác, các ông, các bà, những người đã trực tiếp trải qua một cái thời kỳ vàng son đấy có thể thực sự là được trải nghiệm lại, được sống lại những cái giây phút đấy. Theo kế hoạch, dự án có 8 toa tàu được bố trí dọc theo đường Trúc Bạch. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và ẩm thực Việt Nam.